Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Computer. Nếu như bây giờ ở trong túi các bạn đã có khoảng gần 3 triệu và các bạn đang cần tìm mua một nguồn để có thể cân được tất cả các cả loại hiện nay, thì mình sẽ có một gợi ý cho các bạn mà các bạn sẽ phải cân nhắc ấy. Sự lựa chọn của mình ở trong video ngày hôm nay đấy chính là bộ nguồn FSP Hydro GE 650W. Ở đây, nó đang nằm ngay trên tay mình đây. Và đây là một dòng nguồn mới của FSP được mang ra để dành cho những game thủ. Nếu như trước đây các bạn đã từng nghe một dòng nguồn phải nói cực kỳ nổi tiếng cho những game thủ nhiều tiền của FSP, đấy chính là dòng Hydro G. Nhưng mà với dòng Hydro G thì mức giá của nó khá là cao. Và bây giờ với dòng Hydro GE, đây là một phiên bản cắt giảm của dòng Hydro G. Nói cắt giảm thì nghe nó hơi quá, nhưng thực ra nó cắt giảm không nhiều đâu. Đây là một GE, là một dòng giá rẻ của dòng Hydro G. Nó mang gần như tất cả những công nghệ đang có ở trên dòng Hydro G. Nó chỉ bị cắt giảm một chút ở mặt phần cứng ở bên trong mà thôi. Thế nhưng các bạn lại có một mức giá rẻ hơn khá là nhiều. Như mẫu nguồn FSP Hydro GE 650W này ở đây, nó chỉ có giá là 2.6 triệu mà thôi. Các bạn đã có full module, full tụ nhật, rồi chuẩn 80 plus gold và đầy đủ những công nghệ bảo vệ khác. Rồi có thể là với nhiều bạn 2.6 triệu là một mức giá khá là cao. Nhưng mà mình nghĩ với các bạn muốn tìm mua một bộ nguồn mà để cân tốt như là 2080 hay là 2080 Ti ấy, thì nó lại không đắt một chút nào. Dù sao mọi thứ trong bộ PC nó cũng phải tương xứng với nhau. Chả nhẽ các bạn mua một bộ PC 50 triệu mà các bạn lại mua bộ nguồn có giá là 1 triệu mà thôi, thì việc làm như thế này thì nó sẽ không tương xứng là thứ nhất nhé. Mà thứ hai nữa là cũng sẽ gây hại rất nhiều cho hệ thống PC của các bạn. Về thiết kế của FSP Hydro GE 650, như các bạn coi thấy nó khá là đẹp và bắt mắt. Cá nhân mình thì mình không quan tâm quá là nhiều tới thiết kế của một bộ nguồn đâu, bởi vì hầu như là chả ai nhìn thấy. Nhưng nếu như các bạn đang dùng một chiếc vỏ cây có lộ nguồn ra thì nó lại là một điểm cộng khá là lớn. Ngoài ra FSP còn tặng kèm cho chúng ta hai bộ sticker màu đỏ cũng như là màu xanh để các bạn có thể tăng thêm tính cá nhân hóa. Mình đánh giá cao điểm này của FSP, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà mình cũng cảm giác là FSP đã rất quan tâm tới người dùng. Nhưng mà xu hướng hiện tại là RGB, bây giờ là nhà nhà RGB, người người RGB rồi. Thì nếu như FSP làm hai cái sticker này nó có kiểu như là màu ánh kim hoặc là có thêm nhiều màu trắng hơn nữa thì mình nghĩ là sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ bắt ánh sáng của LED RGB tốt hơn. Bên trên bộ nguồn sẽ có một quạt tản nhiệt lớn là 135mm. Theo như thông tin ở trên vỏ hộp, quạt này của FSP Hydro GE 650 sẽ được trang bị công nghệ là không decibel để tối ưu độ ồn trong quá trình hoạt động. Trong thực tế thì nó không hẳn là không decibel đâu, bởi vì bộ nguồn này kể cả các bạn có chạy rất nhẹ thì quạt của nó vẫn quay, mà đã quay thì đương nhiên là không có chuyện không decibel rồi. Nghe có vẻ không đúng lắm nhưng mà mình nghĩ việc FSP quảng cáo nó là không decibel cũng không hẳn là sai, bởi vì nếu như các bạn có chạy dưới 70% tải thì quạt tản nhiệt của bạn chỉ quay với tốc độ là 800 rpm mà thôi. Nó còn là quạt vòng bi kép mà lại quay chậm thì có nghĩa là nó rất êm và độ ồn của nó chỉ dừng lại ở mức là 15 decibel, tương đương với cả hơi thở của một người bình thường. Các bạn gần như là không thể nào cảm nhận được độ ồn của nó trong điều kiện bình thường. Mình khá thích kiểu làm như thế này của FSP bởi vì nó sẽ vừa tối ưu được về độ thoáng mát ở trong nguồn cũng như là trong vỏ cây này. Nó cũng vừa tối ưu được về nhiệt độ rồi là về độ ồn các thứ nữa. Thì mình sẽ thích kiểu như thế này hơn là việc mà FSP sẽ dừng hẳn luôn quạt thì mình sẽ không thích lắm. Và nếu như các bạn có chạy full tải thì có nghĩa là trên 70% thì cũng có thể coi là full tải rồi. Thì quạt của FSP sẽ bắt đầu là chạy tối đa công suất là 1600 rpm. Và đương nhiên quạt chạy càng mạnh thì độ ồn nó cũng sẽ tỷ lệ thuận theo. Nhưng mà độ ồn của nó cũng chỉ dừng lại ở mức là 40 decibel mà thôi. Có nghĩa là nó cũng chỉ tương đương với cả âm thanh lúc xung quanh chúng ta như thế này. Có nghĩa là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến trải nghiệm của chúng ta. Bộ nguồn FSP Hydro GE 650 được thừa kế một yếu tố rất đáng ăn tiền từ dòng Hydro G, đấy chính là thiết kế full module. Kiểu full module như thế này nó sẽ có rất nhiều điểm lợi, ví dụ như là khi nhìn vào là các bạn có thể thấy nó là cao cấp, nó không bị rẻ tiền như là những bộ nguồn có dây cố định. Ngoài ra nó cũng sẽ giúp các bạn có thể đi dây được gọn gàng hơn, các bạn có thể rút bớt dây đi nếu như các bạn không dùng. Mà dây nguồn của FSP Hydro GE 650 cũng được làm khá là dài, từ 60 đến 70cm, nên các bạn sẽ không gặp trở ngại quá nhiều khi lắp đặt trong những hệ thống cây lớn. Về phần dây nguồn, chỉ có duy nhất một điều mà mình không thích, đấy chính là nó chỉ có một đầu 8 pin cho CPU mà thôi. Có thể do hướng tới đối tượng là game thủ, thế nên việc làm như thế này sẽ giúp FSP tiết kiệm chi phí và nó cũng đã có thể là đáp ứng được đến 90% bo máy chủ hiện tại rồi. Nhưng mà nếu như sau này các bạn có muốn nâng cấp lên một bộ cây 2 CPU thì nó sẽ không thể nào mà tận dụng được lại bộ nguồn này. Tiếp tục là một điểm đáng ăn tiền nữa của FSP Hydro GE 650 là toàn bộ hệ thống tụ ở bên trên nó đều là của Nhật. Nghe tới thương hiệu Nhật là các bạn có thể yên tâm về chất lượng của nó rồi. Mình biết thực tế là có nhiều người không quan tâm đến thông số của những con tụ ở bên trên một bộ nguồn, bởi vì quan tâm đến mấy cái này thì nó cũng hơi đau não một chút. Thế nên là với việc FSP sử dụng tất cả mọi thứ đều tới từ Nhật, nó sẽ giúp người dùng an tâm hơn để lựa chọn.
có thể lựa chọn một cách gọi là không cần suy nghĩ. Như mình đã nói ở đoạn đầu rồi đấy, FFP Hydro GE650 là một phiên bản cắt giảm nhẹ của dòng Hydro G. Thế nên nó vẫn sẽ được giữ tiêu chuẩn là 80 Plus Gold, một chứng nhận mà các bạn nên quan tâm khi lựa chọn nguồn. Về ý nghĩa thực tế thì chuẩn 80 Plus Gold này nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được một chút điện năng, từ đó thì các bạn có thể tiết kiệm được một chút tiền. Như bảng đang hiện trên màn hình, các bạn có thể thấy là hiệu suất chuyển đổi năng lượng của FFP Hydro GE650 nó sẽ luôn đạt trên 85% đối với nguồn điện là 220V tại Việt Nam. Và hiệu suất tốt nhất của nó là 92% khi chạy ở 50% tải. Như các bạn có thể tưởng tượng ấy, với một bộ PC, nếu như các bạn đang dùng tối đa tải là 650W thì nó sẽ phải lấy từ lưới thực tế là trên 650W, có thể là trên 750 luôn. Bởi vì bất kỳ một cái gì nó cũng sẽ phải có tổn hao, và không bao giờ có chuyện là hiệu suất của các bạn là 100%. Nhưng trong lúc này, hiệu suất của các bạn là luôn trên 82% thì nó cũng đã là một con số rất là tốt rồi. Không bao giờ có chuyện là hiệu suất của các bạn sẽ đạt 100%. Nhưng mà với lúc nào nó cũng đạt trên 85% thì nó cũng đã là một con số rất tốt. Nếu như bạn nào có nói đấy chính là nhà bạn đấy là đại gia về điện, và bạn đấy cũng chả quan tâm đến chuẩn 80 Plus, và các bạn đấy chỉ cần là chuẩn 80 Plus Bronze mà thôi, thì mình vẫn sẽ khuyên các bạn đấy chính là chuẩn 80 Plus sẽ là càng cao, sẽ là càng tốt cho các bạn. Bởi vì nó không chỉ liên quan đến việc các bạn là tiết kiệm điện hay là các bạn tiết kiệm tiền, mà cái quan trọng nhất thì chính là để một hãng làm nguồn để có thể đạt được chuẩn 80 Plus càng cao như thế thì chất lượng linh kiện cũng như là độ ổn định của nó cũng sẽ phải là tỷ lệ thuận theo. Có nghĩa là với chuẩn 80 Plus càng cao ấy thì linh kiện bên trong của bạn sẽ càng xịn, và bộ PC của bạn càng đắt thì các bạn sẽ càng cần đến yếu tố này. Và với việc các bạn làm như thế này thì các bạn sử dụng máy tính các bạn sẽ được an toàn hơn, các bạn sẽ được an tâm hơn. Khi chạy full tải thì FFP Hydro GE650 cũng cho độ ổn định ở các đường điện như là đường 12V và đường 3,3V. Nó không bị sai lệch nhiều, thậm chí đường 12V của nó còn có phần nhỉnh hơn với cả dòng Hydro G cơ. Khi mình so sánh đường điện 5V chỉ full load CPU và khi full load cả hệ thống ở trong 15 phút thì nó khá là tương đương với nhau. Có thể thấy là đường 5V này nó khá ổn định và nó chỉ dao động trong mức là 0,2%. Nó hoàn toàn có thể coi là rất ổn định. Khi so sánh tương tự với cả đường 12V thì kết quả cũng như vậy. Sự chênh lệch nó chỉ là ở mức là 0,3%. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng bộ nguồn này, kể cả có là nhu cầu nặng nhất. Nếu như 650W nó không phù hợp với cả nhu cầu sử dụng của các bạn thì vẫn còn hai sự lựa chọn khác nữa, đấy chính là 450W và 550W của phiên bản Hydro GE này. Và nó chỉ khác nhau về mặt công suất mà thôi, còn ở bên trong về mặt linh kiện, về mặt chất lượng các thứ thì nó là như nhau thôi. Và bộ nguồn này có phù hợp với cả nhu cầu của các bạn không? Nếu mà không phù hợp thì các bạn có thể giới thiệu cho người khác. Và ý kiến các bạn như thế nào hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.